Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi giới thiệu quý vị một cặp loa đến từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đó là thương hiệu Tannoy, một hãng loa rất là đình đám đến từ Anh Quốc nha quý vị. Và model ngày hôm nay là SRM15X nha quý vị, rất là to luôn, cực kỳ to, nó cao 1m02, nó rộng 65 và nó sâu là 45 nha quý vị, rộng 65, sâu 45, cao 1m02 và nó nặng 54kg trên một thùng, quá trời nặng luôn. Và cặp loa ngày hôm nay rất là đẹp nha quý vị, rất là đẹp. Bây giờ Bi tháo lưới để quý vị nhìn nha. Cái logo Tannoy nó vẫn còn lại luôn, rất là cổ kính quý vị. Thùng này là toàn bộ là gỗ lạng hết nha. Đây, thiết kế đồng trục quen thuộc của hãng Tannoy quý vị. Gân này gân vải nha. Bát này là bát 4 tấc, 4 tấc quý vị ạ. Ở trên đây là nó có nấm chỉnh nè quý vị, nó có 3 nấm nha. Và cái lưới này dưới này cũng tháo ra được nha quý vị. Khách thưa quý vị tháo còn không thì thôi, nhưng mà nó vẫn tháo được. Để quý vị cái lỗ thông hơi này thì quý vị tháo thì nó cũng thoát, mà không tháo thì nó cũng thoát, bởi vì cái lưới này là nó có những cái lỗ nhỏ rồi. Và mức giá ngày hôm nay mình bán là chỉ 78 triệu đồng thôi nha quý vị. Chỉ 78 triệu đồng thôi. Bây giờ mình quay qua cái loa bên này cho quý vị nhìn nè. Ngày hôm nay mình ghép với con Acufy E4000, một trong những cái con âm ly mới nhất hiện nay của hãng Acufy nha. Lưới của nó là lưới bố, lưới bố mà có cước nha quý vị. Nó có những cái sợi cước nó tưa tưa ra đây nè quý vị. Cặp loa này rất là to quý vị, nó quá là to, to nhất trong những cái cặp Tannoy mình đã bán á. Cái lưới dưới khỏi cần gửi cho quý vị mua đây nè, SRM15X. Nó viết tắt của chữ Subbrake Monitor quý vị ạ. 78 triệu, một mức giá rất là mềm hiện nay đối với cái dòng này. Rồi bây giờ mình quay phía sau, phía sau nó có rất là nhiều cách gắn nha quý vị. Công suất maximum lên tới 250W trên một thùng, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 94 dB. Thùng rất là liền lạng nha quý vị, không bể nữa nha, cực kỳ liền lạng luôn. Mức giá là 78 triệu, cặp loa này đúng có nghĩa là quý vị vừa chơi và vừa sưu tầm, vừa trưng bày nữa. Màu gỗ của nó cũng không phải là quá kiểu giống như màu gỗ sồi quá mới, nó kiểu như màu gỗ ốc chó cổ điển quý vị. Phần này cũng là gỗ luôn nha. 78 triệu đồng. Còn bây giờ Bi thử nhạc nha quý vị. Bi test nhạc một cái đôi loa của Tannoy và một cái ly của Acufy mới nhất. Và quý vị đừng quên mình vẫn bán USB gỗ cứng chất nhạc sẵn nha. USB này mình bán 800.000. Nhạc trong đây là nhạc lắp lấy chất lượng cao nha quý vị. Găng vải thì rất là bền quý vị. Găng vải của nó còn rất là bền luôn, cực kỳ bền. Rồi bây giờ tiếp nhạc của quý vị thích thì alo cho mình. Thank you.
Cười nhớ của hồng trời
xăm tình thường hay ngõ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạy lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn thương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chê, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi ngân tình trẻ. Một người xa, một đời, một người đêm tây tối, chia ly có gì vui. Trời còn cả một đêm chờ em, đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mơ ngập đau, thành hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có và từ đó những đêm trời mưa gió thấu chân người tính nhỏ nuôi nấng cả một đời mỗi tình thời xa. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngôi. Rơi qua phố buồn chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn thương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chê, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi ngân tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tây tối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa vô tim, xu anh vào kỷ niệm thao thân trọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, lo hồn mưa ngập lâu. Vẫn nhớ nhau đâu, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu chân người tình nhau nuôi nấng cả một đời mỗi tình thời xa. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Tình thời xa ấy, giờ đây đường thay lối mưa gió về buồn nào.